Vâng, xin chào anh em, lại là mình đây và lại là chuyên mục test game cho anh em đây. Và hôm nay mình sẽ test một tựa game rất là nổi tiếng. Đấy chính là Genshin Impact trên chiếc máy Samsung Galaxy A95G nhé. Đây và mình đã vào sẵn game rồi. Đó, đây là một tựa game rất là nổi tiếng luôn. Số lượng người chơi phải gọi là kỷ lục luôn đấy. Game này chơi mình thấy cái chiếc máy này chơi rất là mượt luôn, chip quá khủng luôn anh em, chơi không hề bị giật lag một tí nào ấy.
mình đã chơi được đến phút thứ 5 rồi mà chiếc máy này vẫn không hề lóng hay là giật mát gì nhá.
Đó, cái trò này mà anh em mình, nếu mà anh em nào mà rảnh ấy mà ngồi đọc được cái cốt truyện của nó thì rất là hay luôn, nhưng mà mình lười lắm, mình toàn tươi. Và clip test game của mình đến đây là kết thúc nhá. Nếu mà ai cần mình test một tựa game gì trên chiếc máy nào ấy thì cứ comment bên dưới, mình sẽ thực hiện theo yêu cầu của anh em.
Vâng, xin chào và tạm biệt anh em.